Chúng ta sẽ làm bài 73 chia cho số có 2 chữ số tiếp theo trong 84. 4.725 chia cho 15. Ta lại 47 chia 15. Được 3. 3 x 15 bằng 45. 47 trừ 45 được 2. Hạ 2. 22 chia 15 được 1. 1 x 15 bằng 15. 22 trừ 15 bằng 7. Hạ 5. Được 75. Được 5 lần. 5 x 5 25 với 5 nhớ 2. 5 x 1 là 5, thêm 2 là 7. 75 trừ 75 bằng 0. Tám nghìn không trăm năm mươi tám chia cho 34. Tám mươi chia 34 được 2. 2 nhân 4 là 8. 2 3 là 6. 10 chia 8 được 2. Nhớ 1 đây là 7. 8 chia 7 được 1. Hạ 5 được 125. Không được 4 lần vì 12 chia 3 được 4, nhưng mà 4 x 5 bằng 20. Nhớ thêm 2 nữa bằng 14, vậy không được, vậy là được 3 lần thôi. 3 x 4 bằng 3 4 10 22 nhớ 1. 3 x 3 là 9, thêm 1 là 10. 3 2 Hạ 8. 238. 73 21, vậy có thể được 7 7 4 28 được rồi, 7 lần. 7 4 28 với 8 nhân 2 73 21, thêm 2 là 23. Được không? 56 trừ 42 được 1. 1 nhân 42 bằng 42. 56 trừ 42 bằng 14. Hạ 7. 3. 3 4 12 được 3 lần. 3 2 là 6. 3 nhân 4 bằng 12. 7 trừ 6 được 1. 4 trừ 2 được 2. Hạ 2. 5 x 4 bằng 20. 5 x 2 là 10. 5 x 4 là 20, thêm 1 là 21. 2. Vậy phép chia này có dư, số dư là 2. Ta lấy 75 chia 54 được 1. 1 x 54 bằng 54. 75 chia 54 bằng 21. Hạ 2 được 212 chia cho 54. 45 20 44 16 thêm 1 nữa là 216, vậy không được 4 lần, được 3 lần. 34 12 với 2 nhớ 1. 35 15 thêm 1 là 16. 11 6 được 5. Hạ 1 được 501 chia cho 54. 9 9545 94 36. 9545 thêm 3 được 9 lần. 9436 với 6 nhớ 3. 9545 thêm 3 là 48. 11 trừ 6 bằng 5. Nhớ 1 nơi là 9. 10 trừ 9 bằng 1. Vậy phép riêng là chia để có dư, số dư là 15, thương là 139. Bài số 2, người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Có thể xếp được 2.000 gói kẹo vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo? Có tất cả là 2.000 gói, vậy mỗi hộp là 3 gói, vậy thì xếp được bao nhiêu hộp và thừa bao nhiêu gói? Chúng ta sẽ làm phép tính chia. Ta trả lời, có thể xếp 2.000 gói. Có thể xếp
được số hộp và thừa số gói kẹo là 2.000 chia cho 30. Số gói kẹo chia cho số hộp, số gói ở một hộp thì sẽ ra số hộp. Số dư đấy sẽ là số gói dư. 2.000 chia 30. 3.000. 2.000 chia 30. 20 chia 3 được 6. 6 3 18. 20 trừ 18 được 2, hạ 0. 20 trừ chia cho 3 được 6 tiếp, 6 3 18. 20 trừ 18 được 2. Vậy bằng 66 và dư 2. Ở đây 66 chính là được 66 hộp và dư 2 đây chính là dư 2 cái 2 gói kẹo. Vậy ta sẽ có. Vậy 2.000 gói kẹo có thể xếp được 66 hộp và thừa 2 gói kẹo. Đáp số sáu mươi sáu hộp thừa 2 gói. Bài số 3. Số bị chia, số chia, thương, số dư. Vậy chúng ta phải tìm thương một số dư. Vậy muốn tìm thương, ta lấy số bị chia cho số chia. Ta sẽ thực hiện phép tính chia. Lấy số bị chia số chia. 1898 chia 73. Ta lấy 189 chia 73. Được 2 lần. 23 là 6. 27, 14. Hạ 8. 7, 5, 35. 7, 6, 4, 2. 6, 7, 4, 2. 6, 3, 18. 8 nhớ 1, 6, 7, 42. Thêm 1 là 43. Bằng 26. Vậy thương là 26. Số dư đây là 0. Tiếp theo. 7.382 chia cho 87. Ta lấy 738 chia cho 87. Tám tám số 9872. Không được 9 lần. Vì 72 được nhân con nhớ ở bên này sang nữa. 9763 nhớ 6 nữa. Vậy được 8 lần. 8864. 8756. 64 nhớ 5 nữa là 69. Được. Được 8. 87 56 với 6 nhớ 5. 88 64 thêm 5 là 69. 8 6 được 2, 13 9 được 4. Hạ 2. Tám năm 40. 53 57 35. 40 thêm 3 là 43, không được 5 lần, 4 lần. 47 28 với 8 nhớ 2. 43 à 48 32. Thêm 2 là 34. 12 chia 8 được 4. Nhớ 1 đây là 5. 12 chia 5 được 7. Nhớ 1 đây là 4. 4 chia 4 được 0. Ta thấy là 74 là số dư bé hơn 87. Vậy là đúng rồi. Vậy ta đấy ta được thương là 84 và số dư là 74. Tiếp theo 6.543 chia cho 79. 65 không chia cho 79, vậy phải lấy 654 chia 79. 9763 không được 9 lần. 8 8756
8972 với 2 nhớ 7. 8756 thêm 7 là 63. Được. 7 lần. 76 7963 với 3 nhớ 6. 7749 49 với 6 là 55. Tám lần. Tám lần. 8972 với 2 nhớ. Nhớ 7. 8756 thêm 7 là 63. 4 chữ 2 được 2. 5 chữ 3 được 2. Hạ 3. Không được 3 lần. 3721, 39, 27, 3721 thêm 2 nữa là 23 rồi, lớn hơn 22. Vậy được 2 lần. 2918, 2714, thêm 1 là 15. 13 trừ 8 được 5. 5 nhớ 1, 5 thêm là 6, 12 trừ 6 bằng 2, 2 nhớ 1. 2 trừ 2 bằng 0. Thế 25 là bé hơn 79 rồi, vậy số dư là 25. Thương là 82, số dư là 25.